Vâng, Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Trên các video trước thì Hoàng Sơn có chia sẻ với cả nhà mình về các dòng máy đo huyết áp, đo đường huyết. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một dòng máy đo đường huyết của Đức ha, Accu-Chek. Thì hãng Accu-Chek này có nhiều dòng. Ở Việt Nam mình hiện tại thì thông dụng là 3 dòng ha. Và đây là Accu-Chek Acti. Thì tại sao mà Hoàng Sơn lại nhắc cái chỗ này? Tức là mỗi một cái dòng máy đo đường huyết thì chúng ta phải sử dụng một loại que riêng. Ví dụ cùng của một hãng nhưng mà xài máy nào thì phải xài loại que đó ha. Nên là bà con mình chú ý nha. Rồi thì cái dòng này giá tham khảo ở trên hộp của hãng là 1.350.000 và có đi kèm là 10 que thử và 10 kim. Có nhiều loại máy thì chúng ta sẽ phải cài cót ha, cài code của khi mình mua hũ que về đó, thì cái code trên hũ que nó phải trùng với cái mã trên cái máy mình phải cài lại. Nhưng mà cái dòng này thì chúng ta không cần cài code luôn ha. Rồi, và bây giờ mình khui máy nha. Bên trong máy xem có gì ha. Có nhiều bản hướng dẫn sử dụng đây, và có hướng dẫn tiếng Việt nữa. Rồi, bên trong thì chúng ta có một cái hũ que tép 10 que ha. Rồi, một cái máy và một cây bút lấy máu. Bên cạnh đó chúng ta còn được một cái vỏ đựng, một cái túi đựng nè, rất là gọn ha. Dung dịch thử mình hay gọi là máu giả đó. Đây là cái kim, chúng ta sẽ có 10 kim. Ở đây là loại kim dẹp nha. Trên thị trường thì có hai dòng bút lấy máu, đó là mình sử dụng kim tròn, kim dẹp, là cái do cái đích của cái kim nè, nó dẹp như vậy ha. Và có một dòng nữa nó xài kim, có nhiều đầu kim ở trên đó. Hôm nay mình sẽ xài loại kim dẹp, một trong những loại thông dụng nè. Đây là que test ha. Giờ chúng ta có hai dung dịch thử, chúng ta sẽ lấy một mẫu. Đây, thì chúng ta thấy máy này nè, nó có hai nút ha, nút M và nút S, một cái khay để mình gắn que vào. Và bên dưới đây thì mình sẽ có một cái cổng USB, cổng này để mình kết nối qua máy tính ha. Và cái hộp đựng pin ở phía sau, chúng ta có thể mở ra, chúng ta thấy viên pin 2032, pin ở phía sau máy. Và thường thì máy này được cài đặt ngày giờ sẵn. Còn nếu mà chúng ta muốn chỉnh lại cài đặt ngày giờ thì chúng ta có thể xem lại hướng dẫn bên trong phiếu ha. Hoặc là chúng ta sẽ bấm giữ nút S trong 2 giây. Chúng ta giữ nút S trong 2 giây. Và sau đó chúng ta bấm chữ M để chuyển đổi ha. Và bấm nút S để chuyển qua chức năng giờ, phút, ngày, tháng, năm ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm tiếp tục 2 giây để mình thoát ra. Rồi, hoặc là chúng ta bấm hai nút ha để tắt máy. Khi mà tắt máy thì chúng ta sẽ bấm cùng nút hai nút này, và nếu mà chúng ta để lâu thì thời gian khoảng tầm một phút máy cũng sẽ tự tắt ha. Rồi, cái này thì khá là dễ dàng rồi. Bây giờ nếu mà như chúng ta kết nối qua máy tính thì chúng ta phải có cái phần mềm cài đặt trên máy tính nha. Nhưng mà để hướng dẫn bà con mình sử dụng một cách đơn giản, mình chỉ cần test trên máy này và kiểm tra kết quả, sau đó mình sẽ tra vào sổ để xem đường huyết mình như thế nào, ổn định hay không nha. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị máy, có xong máy ha, pin bên trong có sẵn. Rồi, cái thứ hai là chúng ta sẽ chuẩn bị cây bút lấy máu. Thì loại bút lấy máu này là kim dẹp nha. Chúng ta chuẩn bị luôn một cây kim. Rồi, và một cái que, một tủ đựng que test ở đây. Rồi, trước khi đo thì Hoàng Sơn chia sẻ lại bà con mình là que thì nó có hạn sử dụng ha, và chúng ta phải bảo quản nó tốt, nó không bị hút ẩm. Nếu mà như trường hợp chúng ta tay bị ướt mà chúng ta hoặc là mở nắp ra không để lại, nó sẽ hút ẩm vào, thì các que hiểu là đã xài rồi thì coi như hư que, rất là tốn tiền ha. Nên bà con mình chú ý trước khi đo thì mình phải lau tay, rửa tay sạch nè, rồi lau tay khô. Và khi mình lấy que ra, chúng ta mở nắp ra thiệt là nhanh và đậy, chúng ta lấy một que test ha. Rồi, và đậy nắp lại để cho bảo quản những que còn lại.
Rồi. Còn cái cây bút lấy máu này thì chúng ta mở nắp ra, rút cái đầu này ra. Rồi, mình sẽ gắn cái kim dẹp vào ha. Rồi, mình gắn cái kim dẹp vào. Đó, nó sẽ cố định và rất là khít nè. Rồi, mình sẽ xoay cái đầu nhỏ này để lấy cái đầu nhựa ra. À, cái kim này. Rồi, mình lắp lại vị trí nha. Nó có một cái gờ. Nó có một cái gờ dẹp ở trên đây, chúng ta sẽ lắp vào. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ cắm cái kim vào trong cây bút lấy máu. Sau đó mình sẽ chỉnh cái vị trí số 1, số 2, số 3. Cái kim này mình được 5 số. Là cái độ sâu của cái kim thì thường chúng ta để ở mức 2 hoặc mức 3 tùy theo da tay mình mỏng hay dày nha. Mình để cái số càng cao thì nó chích sâu vào sẽ đau một chút. Rồi. Chúng ta sẽ lên cò ha. Đẩy cái ở phía sau lên. Còn cái nút này là vị trí bấm. Rồi chúng ta làm lại nha. Lên cò nè. Nó sẽ đổi sang màu vàng nha. Khi mà mình bấm thì nó sẽ mất cái màu vàng. Ví dụ nè, mình để tay mình vô mình sẽ bấm. Làm lại. Đó, lên cò nè. Để tay mình vô đây. Giờ mình bấm để nó chích và mình sẽ nặn ra một giọt máu ha. Rồi, vậy là cái bút lấy máu xong. Và cái này là que. Thì đây là một cái loại que mà đo bằng ánh sáng. Nên là chúng ta hạn chế xài trong môi trường nắng nóng, ánh sáng nhiều hoặc là thiếu sáng. Chúng ta xài ở nhiệt độ bình thường ha. Rồi ở đây mình sẽ cắm que vào trong máy ha. Cái đầu có mũi tên, chúng ta sẽ cắm ngược vào bên trong. Nếu mà chúng ta cắm ngược ha, thì và cắm ngược như thế này thì máy nó sẽ không có hiểu nha. Ví dụ chúng ta cắm ngược lại đi. Nè, cái này sẽ bị xảy ra lỗi nè. Thì chúng ta cắm vào. Rồi, thì nó sẽ báo là E1. Tức là có thể là que đã xài rồi, que bị lỗi hoặc là chúng ta cắm sai nha. Rồi chúng ta trở lại, nó có mũi tên, mình cắm vào. Còn cái phía cái mặt xanh xanh nè, chúng ta hiện lên để chúc mình có thể lấy máu trên đó. Rồi, chúng ta cắm vào nha. Rồi khi mình cắm vào thì que sẽ báo trong vòng 2 giây sẽ báo là giọt máu chớp chớp ở đến giữa. Thì các dòng máy trước á, hồi xưa có chia sẻ là loại máu sẽ hút ở đầu que như thế này nè. Chúng ta sẽ đưa tay chấm từ ngoài vào. Còn cái dòng máy này sẽ đo từ ở bên trên xuống ha. Cái ngay chỗ màu xanh này nè, mình sẽ nhỏ một giọt máu từ trên xuống dưới đây. Và điều đặc biệt là cái máy này mới có thể lấy que ra mình chấm máu bên ngoài được trong vòng 20 giây. Ví dụ khi chúng ta cắm que vào mà rút ra 20 giây thì chúng ta có thể nhỏ máu trên đây. Nhưng mà cái này thì nó sẽ hơi phức tạp, nhiều khi bà con mình có thể làm chậm á, nó sẽ dễ hư cái que uổng. Thì đó là một cách lấy máu ngoài. Còn bà Sơn chia sẻ bà con mình thì mình lấy máu mà mình chấm lên đây. Ví dụ chúng ta vừa chích lấy một giọt máu ở trên cái cây bút này nè ha. Ví dụ chúng ta lấy một giọt máu đó. Rồi mình nặn ra. Rồi chúng ta sẽ nhiễu vào bên trong đây, cái chỗ màu xanh. Rồi mình sẽ thấy cái đồng hồ cát. Rồi chúng ta sẽ ra kết quả luôn. Đây là 161. Có ngày giờ bên trên luôn ha. Bên đây là giờ nè, ngày nè, đơn vị là miligam. Thì cái dòng máy đo đường huyết nó hai dòng là miligam hoặc là milimol, nên là bà con mình chú ý ở chỗ này để chúng ta có thể tra vào bảng một cách chính xác nha. Đây là miligam. Chúng ta có một cái bảng đường huyết ở đây chỗ này. Bảng chuyển đổi đường huyết thì nó sẽ có hai đơn vị là milimol và miligam. Thì thường là trên máy nó chỉ cài đặt một loại thôi. Ví dụ như nãy chúng ta xem, bấm lại bộ nhớ nè. Chúng ta bấm lại còn nhớ giữ 2 giây thì nó lên 161 nè. 161 thì nó sẽ nằm ở vị trí đây, 161, 162 là màu xanh nhạt này nè, là chấp nhận được, là bình thường ha. Còn nếu mà lọt vô màu xanh dương là lý tưởng, màu hồng nhạt là hạ đường huyết, màu vàng là tăng đường huyết. Bà con mình có thể tra vào đây. Nếu mà như loại máy milimol thì chúng ta cũng tra vào đây thì có hai đơn vị song song. Ví dụ như là
162 mg thì nó tương đương với 9,0 mmol, nên bà con mình chú ý ở đơn vị đo nha. Rồi, đó là cái cách đo khá đơn giản và chúng ta có thể lấy que ra, mình nắm mình kéo ra. Thì đây là dòng máy đo bằng ánh sáng, ánh sáng ở bên trong máy sẽ chiếu lên trên cái que, nên là chúng ta sẽ lấy máu ở giữa que. Còn có những cái dòng máy mà đo bằng điện trở đó, chúng ta sẽ lấy máu từ ngoài vào, nó sẽ hút máu ở chỗ này. Rồi, cái máy này khá đơn giản ha. Và trên cái khay này chúng ta có thể mở ra vệ sinh được. Đây, chúng ta nắm mở ra. Chúng ta chỉ cần lấy tăm bông, lau khô sạch ở chỗ này, hoặc là lau bằng nước rồi giữ khô nha, mới lắp trở vào máy. Đây, chúng ta lắp trở vô nè. Trường hợp mà chúng ta làm dơ đó, thì mình nó có một cái rãnh này nè, chúng ta để rãnh từ ngoài đẩy vô là xong. Rồi, mình nhắc lại ha, khi mở máy thì mình bấm giữ nút M2 giây, còn khi mà mình muốn cài đặt lại ngày thời gian á, mình bấm nút S2 giây, và muốn tắt máy thì mình sẽ bấm hai nút cùng một lúc tắt máy, hoặc mình để tí xíu nó tự tắt, hoặc là khi mình rút que ra nó tắt ha. Thì trên các dòng máy, mỗi một model và một hãng thì có những cái cách báo lỗi riêng, từ E1, E2, E3, E4 thì mình sẽ có cái cách khắc phục lỗi bên trong hướng dẫn ha. Ví dụ giống như que đã xài rồi, hay là nhiệt độ quá cao, hay là chúng ta chờ quá lâu rồi cài đặt bị sai không đồng bộ giữa cái thời gian thực, tại khi chúng ta kết nối với máy tính nó sẽ không có đồng bộ. Rồi, cái này xem lại thì chúng ta bấm vào bộ nhớ kẻ mà được hai, bấm vào giữ 2 giây thì chúng ta có 500 lần nhớ nha. Loại máy này thì chúng ta có được bảo hành trọn đời, nếu mà hết thì mình có thể đem ra các cửa hàng để mình đổi. Rồi, nếu mà như kết nối máy tính thì mình phải cần phần mềm, nên cái này nó hơi rườm rà phức tạp, thì Hoàng Sơn không có chia sẻ trong đây để hướng dẫn cho bà con một cách khá đơn giản thôi. Hôm nay thì chúng ta vừa xem cách sử dụng của máy đường huyết Accu-Chek Acti, cái model Acti của hãng Accu-Chek. Thì nó có nhiều dòng, bà con mình có thể tham khảo thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây nha. Và cái này là cách xài đơn giản nhất. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi. Nếu cảm thấy hữu ích thì chia sẻ cho nhiều người cùng xem, và đăng ký kênh để xem những video khác về thiết bị y tế và cách chăm sóc sức khỏe tại nhà. Cảm ơn cả nhà, tạm biệt và hẹn gặp lại.